7 ly bốc thăm vào buổi trường ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn chị. Xin cảm ơn chị đã chốt combo vào buổi trường ngày hôm nay. Sẽ dành cho chị những phần quà vô cùng biệt và vô cùng may mắn. Và trước khi bước vào chương trình bốc thăm vào buổi trường ngày hôm nay thì em xin phỏng vấn chị đôi chút. Chị đang sở hữu và đang uống dòng sữa gì bên em ạ? Vâng, chị cảm nhận sữa bên công ty em thế nào ạ? Dạ vâng, các nhân viên phục vụ trong buổi chiều ngày hôm nay như thế nào ạ? Rồi, cảm ơn chị. Và ngay lúc đây, xin mời chị sẽ bốc cho em mấy lần đây? 5 lần, và xin mời chị bốc cho em 5 lần phiếu. 5 lần? 5 lần ạ. 5 phiếu? 5 phiếu, chị ơi, bốc cho 5 phiếu. 6 phiếu, bốc cho em 6 phiếu. 1, không được nhìn. Không được chọn, nhắm mắt vào. Bốc tự ngẫu nhiên nhé. Bốc ngẫu nhiên. Rồi, 3 rồi. 4 5 6 Dạ vâng, xin chúc mừng chị nha. Một vòng quà may mắn vào buổi trường gặp đây đó là gì đây? Xin chúc mừng cho cái cả may mắn vào buổi trường gặp đây đó là một chiếc chảo chống dính đầu tiên của chị nha. Một chiếc chảo chống dính đầu tiên của chị sẽ dành tặng cho chị luôn và xin cảm ơn. Và tiếp theo nữa, vâng ạ, xin chúc mừng cho cái cả may mắn tiếp theo. Đó là gì? Đó là một Vinagre dành tặng chị nha. Thực phẩm chức năng Vitake dành tặng chị một hộp thực phẩm chức năng dành tặng chị nha. Và phần quà tiếp theo nữa đó là một cốc chiêu bạch dành tặng chị nha. Một cốc chiêu bạch đầu tiên tiếp theo dành tặng chị. Và tiếp theo nữa, xin chúc mừng cho khách hàng may mắn vào buổi trường hôm nay đó là gì đây? Đã chung một phần quà may mắn tiếp theo nữa đó là gì? Một chiếc ấm siêu tốc. Vâng ạ, tiếp theo nữa dành tặng chị. Và phần quà tiếp theo nữa của chị đó là gì đây? Cái gì vậy? Dạ vâng. Cái gì vậy? Xin chúc mừng chị. Thực sự là thôi, xin chúc mừng chị luôn. Cái gì vậy? Đó là gì đây? Xin chúc mừng cho khách hàng may mắn đó là gì? Chị đã chung một nồi chiên không dầu. Nồi chiên không dầu dành tặng chị. Một nồi chiên không dầu dành tặng cho khách hàng may mắn vào buổi trường hôm nay đã chung một nồi chiên không dầu. Một nồi chiên không dầu nhá. Phần quà cuối cùng của chị đó là gì đây? Đó là gì ạ? Một cốc chiên bạch. Và vâng, chị xứng đáng chị ạ. Chị xứng đáng được quà, được cái phần quà. Đó là gì? Chị đã trúng thưởng. Vâng ạ, vừa rồi đã một phần trúng thưởng rất nhiều phần quà vô đặc biệt. Và bây giờ chị đã trúng thưởng. Vâng ạ, một nồi chiên không dầu.